Vụ hàng trăm học sinh trường iSchool Nha Trang bị nghi ngộ độc thực phẩm, phụ huynh yêu cầu điều tra làm rõ. Liên quan đến một học sinh trường iSchool Nha Trang không qua khỏi nghi do ngộ độc thực phẩm, Tránh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết học sinh này sinh năm 2016, quốc tịch Malaysia và đang sinh sống tại thành phố Nha Trang. Cụ thể, học sinh này nhập viện điều trị tại Bệnh viện 22 tháng 12, thành phố Nha Trang vào lúc 1 giờ 32 phút ngày 18 tháng 11 trong tình trạng nôn ói nhiều, mệt, đau bụng. Chiều tối ngày 19 tháng 11, bệnh nhân này mệt, lơ mơ, co giật, tím, ngưng tim, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Lúc này, bệnh nhân lơ mơ, da trắng bệch, tụt huyết áp, tim nhanh 180 lần một phút, tăng trương lực cơ toàn thân, co giật, khó thở. Đến 6 giờ 40 phút ngày 20 tháng 11, bệnh nhân ly bì, sốt 39 độ C, huyết áp và nhịp tim phụ thuộc vận mạch, thở máy ống nội khí quản, dấu hiệu suy đa phủ tạng, đang dùng 3 loại kháng sinh. Bệnh nhân được chỉ định chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM. Trên đường đi, bệnh nhân đã không qua khỏi. Trước đó, vào ngày 17 tháng 11, trường nói trên tổ chức bữa ăn trưa cho 930 học sinh, chia làm 2 suất trưa và xế, gồm có cơm gà, trứng sốt, gỏi gà, cánh gà chiên, canh và bánh ngọt. Khoảng 5 giờ sau khi ăn, nhiều em xuất hiện các triệu chứng đau bụng, khó chịu, tiêu chảy. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày xuất hiện thêm triệu chứng sốt, nôn, buồn nôn. Sau đó các em được người nhà đưa đi cấp cứu tại một số bệnh viện trên địa bàn thành phố Nha Trang.